Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng học tiết 2 của bài 3 phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ. Trong tiết học này chúng ta sẽ cùng chữa bài tập trang 20. Phần bài tập này có 11 bài, chúng ta sẽ chia làm 2 video, chia làm 2 tiết, mỗi tiết chúng ta sẽ học. Sẽ làm từ bài làm 5 bài. Tiết 1 thì chúng ta trong video này chúng ta sẽ làm từ bài 1 đến bài 5. Tiết sau chúng ta sẽ làm từ bài 8 đến bài 11, bài 6 đến bài 11. Trước khi vào bài phần bài tập, chúng ta sẽ nhắc lại kiến thức của bài này. Phần lý thuyết đấy. Ta có lũy thừa của x, lũy thừa n của x hay x mũ n, đúng không? Thì sẽ bằng n cái thừa số x nhân với nhau. Đấy. Cho đó x thì là số hữu tỉ, đúng không? Còn n là thuộc là số tự nhiên. Và n là lớn hơn 1. Ta có x mũ n thì x là cơ số, n là số mũ hay còn gọi là lũy thừa, đúng không? Và ta quy ước là x mũ 0 thì bằng 1 với x khác 0, và x mũ 1 thì bằng x ta có x nhân y tất cả mũ n một tích, đúng không? Thì sẽ bằng x mũ n nhân y mũ n. Còn x trên y mũ n thì bằng x mũ n trên y mũ n. Chúng ta chú ý này. Với cái lũy thừa số mũ chẵn của một số hữu tỉ âm hay là dương thì luôn dương, có nghĩa là khi một số hữu tỉ có số mũ chẵn thì nó luôn là số dương. Đấy, kết quả của nó luôn là số dương. Còn lũy thừa số mũ lẻ của số dương cũng là một số dương. Chưa? Còn lũy thừa với mũ lẻ, đấy, lũy thừa với số mũ lẻ này của số âm, của số hữu tỉ âm nhá, thì là một số âm. Vậy đây chỉ cần nhớ là lũy thừa với số mũ lẻ của số âm thì sẽ âm, còn với số mũ chẵn thì không cần quan trọng là cái số hữu tỉ đó là âm hay dương thì nó đều là dương. Tiếp tục, khi ta nhân hai lũy thừa cùng cơ số x mũ m nhân x mũ n thì ta giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ với nhau. Khi ta chia hai
lũy thừa cùng cơ số. Thì ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của số bị chia trừ đi số mũ của số chia. Khi ta tính lũy thừa của một lũy thừa x mũ m tất cả n, đúng không? Ta giữ nguyên cơ số, ta lấy hai cái mũ này nhân với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào làm bài tập số 1. Tìm số thích hợp cho mỗi dấu hỏi chấm trong bậc sau. Ta có dòng thứ nhất là lũy thừa, cơ số, số mũ và giá trị của lũy thừa. Lũy thừa âm 3 phần 2 mũ 4, cơ số sẽ là âm 3 phần 2, số mũ là 4. Giá trị của nó là bao nhiêu? Ta có âm 3 phần 2 mũ 4, có nghĩa là 4 cái âm 3 phần 2 này nhân với nhau. Đấy, 4 cái thừa số 3 phần 2 nhân với nhau, đúng không? Sẽ bằng âm 3 nhân âm 3 nhân với âm 3 nhân âm 3. Đấy, trên 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 bằng 3 nhân 3 là 9, 3 lên 3 là 9, đúng không? Đấy, 2 này là 9 rồi, 9 81 phần 2 là 4, 2 là 4, 4, 4, 16, 81 phần 16. Ở đây ta nhìn thấy này, 1, 2, 3, 4 cái âm nhân với nhau, đúng không? 1, 2, 3, 4 là chẵn thì nó sẽ là một số dương, đúng không? Nếu nó lẻ nó sẽ là một số số âm, là 4, 4 là chẵn rồi, đúng không? Thì nó sẽ là một số dương nha. Đấy, tiếp theo ở đây nó là 81 phần 16. Tiếp theo, câu thứ 2, 0,1 mũ 3 thì cơ số sẽ là 0,1, số mũ là 3. Để ta tính giá trị của nó, 0,1 mũ 3 sẽ bằng 3 cái 0,1 là nhân với nhau. Đấy, nó sẽ bằng 0,001. Tiếp theo ở đây ta có cơ số là 15, số mũ là 2. Ở đây ta cần phải tính xem lũy thừa là bao nhiêu, đúng không? Cơ số là 15, 1,5 ta viết 1,5. Lũy thừa là 2, ta viết mũ 2. Đấy, số mũ là 2, đấy ta viết số 2 là 1,5 mũ 2. Giá trị, ta tính giá trị của nó ra. 1,5 mũ 2 chính là 2 cái 1,5 này nhân với nhau. Đấy, ta sẽ bằng 2,25. Tiếp theo ở đây cơ số là 1/3, ta viết 1/3. Số mũ là 4, vậy là 1/3 mũ 4. Ta tính xem 1/3 mũ 4 là bao nhiêu. Sẽ bằng 1/3 nhân 1/3, 4 cái 1/3 là nhân với nhau. Đấy, trên tử 4, cái 3 số 1 nhân nhau là vẫn là 4, đúng không? Dưới 3, 3 x 3 là 9, 3 x 3 là 9 rồi, đúng không? 9, 9 x 9 bằng 81. 1/81. Tiếp theo ở đây, cơ số là 2, số mũ là chưa có, đúng không? Mà giá trị lũy thừa là 1. Ta có x mũ 0 thì bằng 1. Cho nên ở đây giá trị của nó là 1, vậy thì mũ của nó sẽ là 0, nó sẽ là 2 mũ 0. Đấy, và số mũ của nó đây là 0. Bài tập số 2, so sánh ý A, âm 2 mũ 4 trừ âm 2 mũ 5 và âm 2 mũ 12 chia âm 2 mũ 3.
Với bài này thì trước tiên chúng ta sẽ thực hiện các phép tính, đúng không? Thực hiện các phép tính này. Sau đó so sánh hai kết quả của chúng với nhau. Và ta có A này. Bài 2. Thì A âm 2 mũ 4 trừ âm 2 mũ 5. Đấy. Ta tính như thế trước đúng không? Và ta viết đầu bài đi. Âm 2 mũ 12 chia cho, đây là nhân đúng không? Chia cho âm 2 mũ 3. Ta thực hiện phép tính này mình trước. Âm 2 mũ 4 nhân với âm 2 mũ 5 cùng cơ số là âm 2, ta giữ nguyên cơ số âm 2. Đây là phép nhân, ta lấy 2 số mũ này nhân cộng với nhau, 4 cộng 5 sẽ bằng âm 2 mũ mũ 9. Bên phải âm 2 mũ 12 chia âm 2 mũ mũ 3 sẽ bằng mũ, cơ số là 2 giữ nguyên, ta lấy 12 trừ đi 3 sẽ bằng âm 2 mũ 13 trừ đi 2 bằng 9. Đúng. Vậy ta thấy là vì âm 2 mũ 9 bằng âm 2 mũ 9 nên suy ra là hai này bằng nhau đúng không? Âm 2 mũ 4 nhân với âm 2 mũ 5 bằng âm 2 mũ 12 chia cho âm 2 mũ 3. Ý B. 1 phần 2 mũ 2 nhân 1 phần 2 mũ 6 và 1 phần 2 mũ 4 tất cả mũ mũ 2. Ta thực hiện từng bên một. Ta có 1 phần 2 tất cả mũ 2 nhân 1 phần 2 mũ 6. Cơ số chung là cơ số là 12, đúng không? Ta giữ nguyên. Ta lấy mũ là 2 cộng 4 à 2 cộng 6 và sẽ bằng 1 phần 2 mũ mũ 8. Tiếp theo bên kia là 1 phần 2 mũ 4 tất cả mũ 2 sẽ bằng cơ số là 1 phần 2, số mũ là 4 x 2. Đây là tính lũy thừa của lũy thừa đúng không? Đấy. Ta sẽ có là 1 phần 2, 4 x 2 là 8. Vậy ta thấy hai này bằng nhau đúng không? Đấy, vậy ta suy ra là 1 phần 2 bình phương nhân với 1 phần 2 mũ 6 bằng với lại 1 phần 2 mũ 4 tất cả mũ 2. Tiếp theo, ý C. Không phẩy 3 mũ 8 chia 0,3 mũ 2 và 0,3 mũ 2 tất cả mũ 3. Ta thực hiện từng bên một, ta có 0,3 mũ 8 chia cho 0,3 mũ 2 sẽ bằng cơ số chung là 3 giữ nguyên. Cơ số giữ nguyên đúng không? Ta có là phép chia cho nên ta lấy 8 trừ 2 sẽ bằng 0 mũ 0,3 mũ mũ 6. Ta có 0,3 mũ 2 mũ 3 sẽ bằng cơ số, ta lấy 2 số mũ nhân với nhau bằng 0,3 mũ 6. Đấy. Vậy, đây là 2 này bằng nhau đúng không? Vậy, ta kết luận là 0,3 mũ 8 chia cho 0,3 mũ 2 bằng với lại 0,3 mũ 2 tất cả mũ mũ 3. Ý D.
âm 3 phần 2 mũ 5 chia cho âm 3 phần 2 mũ 3 và 3 phần 2 mũ 2. Đấy. Ta có âm 3 phần 2 mũ 5 chia cho âm 3 phần 2 mũ 3 sẽ bằng cơ số là âm 3 phần 2. Đấy. Số mũ là 5 trừ 3 sẽ bằng âm 3 phần 2, 5 trừ 3 bằng 2. Bên này là 3 phần 2 mũ 2, đúng không? Ta vừa nói ở trên đúng không? Phần lý thuyết đấy là gì? Lũy thừa với số mũ chẵn của một số hữu tỉ. Số hữu tỉ mà có cái số lũy có lũy thừa là chẵn ấy mà cái số đó âm thì nó luôn dương, đúng không? Còn với số âm, số hữu tỉ âm mà lũy thừa của nó là lẻ thì nó sẽ là âm. Còn số hữu tỉ âm mà lũy thừa chẵn thì nó là một số chẵn. Đúng không? Vậy thì nó sẽ bằng dương 3/2 mũ 2. Là 3/2 mũ 2. Đấy. Như vậy là nó bằng với 3/2 mũ 2 này chưa? Đấy, đúng không? Vậy ta có, vậy ta kết luận là âm 3/2 mũ 5 chia cho âm 3 phần 2 mũ 3 bằng với lại 3 phần 2 mũ 2. Tiếp tục chúng ta làm bài tập số 3. Tìm x. Ý A. 1,2 mũ 3 nhân x bằng 1,2 mũ 5. X sẽ bằng, x là thừa số đúng không? Bằng tích chia thừa số kia bằng 1,2 mũ 5 chia cho 1,2 mũ 3. Đấy. Và x sẽ bằng cơ số là 1,2 đúng không? Số mũ là lấy 5 trừ 3. Và x sẽ bằng 1,2 mũ 2. Ý B. 2/3 mũ 7 chia x bằng 6 bằng 2/3 mũ 6. Bằng 2/3 mũ 6. 2/3 rồi. X sẽ bằng, ta xác định ở đây x là số chia. Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia cho thương. Số bị chia là 2/3 mũ 7. Chia cho thương là 2/3 mũ 6 sẽ bằng x bằng cơ số 3 2/3, số mũ là 7 trừ 6. X sẽ bằng 7 trừ 6 bằng 1, mà 2/3 mũ 1 chính là bằng 2/3. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 4. Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng lũy thừa của A. Ý A này, với A bằng 8/9. Có bài 4 này. Thì A 8/9 mũ 3 nhân với 4/3 nhân với 2/3 với A bằng 8/9. Bây giờ phải viết dưới dạng lũy thừa của A. Có viết dạng lũy thừa của A mũ gì đó đúng không? Đấy.
và a bằng 8/9, khi đó khi chúng ta ra kết quả rồi chúng ta sẽ viết chuyển cái 8/9 này thành a. Ta có 8/9 tất cả mũ 3 nhân với 4/3 nhân với 2/3 sẽ bằng 8/9 tất cả mũ 3. Ta nhân hai này với nhau, nhân 4 nhân 2 là 8 trên 3 nhân 3 là 9. Đấy. Vậy ta cùng cơ số chưa, đúng không? Sẽ bằng 8/9 là cơ số. Đây nhân ta sẽ lấy 3. 8/9 nhân 8/9 mũ 1 đúng không? Cộng với cộng 1. Và sẽ bằng 8/9 mũ 4. Và đây người ta yêu cầu viết dưới dạng lũy thừa của A. Có nghĩa là lũy thừa của cơ số ở đây sẽ là A. Mà A bằng 8/9 như vậy sẽ bằng, thay 8/9 bằng A sẽ bằng A mũ 4. Ý B. Một phần 4 mũ 7 nhân 0,25 với A bằng 0,25. Như vậy nghĩa là chúng ta phải đưa về dưới dạng cái số mũ có cơ số là 0,25 này, đúng không? Sau đó ta mới thay 0,25 bằng A. Ta có 1/4 mũ 7 nhân 0,25 sẽ bằng 1/4 thì ta chia ra, và 1 chia 4 sẽ bằng 0,25, chuyển thành 0,25 mũ 7. Đấy. Nhân với 0,25 sẽ bằng 0,25 là cơ số nguyên đúng không? Số mũ là 7 cộng 1, 0,25 chính là 0,25 mũ 1 bằng 0,25 mũ 8. Và 0,25 ta thay bằng A sẽ bằng A mũ 8. Ý C. Âm 0,125 mũ 6 chia cho âm 1/8 với A bằng âm 1/8. Như vậy chúng ta sẽ chuyển thành cái cơ số 8 với cái số mũ là bao nhiêu đó, đúng không? Cơ số 1/8. Đấy. Ta thấy là ở đây âm 0,125 chính bằng 125 phần 1000, đúng không? Và sẽ bằng, rút gọn đi, sẽ bằng 1/8. Đấy. Ở đây sẽ bằng, ta có này, âm 0,125 mũ 6 chia cho âm 1/8. Đấy. Sẽ bằng âm 125 phần 1000 mũ 6 chia âm 1/8. Ta cho là mũ 1 đi, đúng không? Dễ nhớ, dễ hiểu, đúng không? Thế này ta rút gọn đi sẽ bằng 1/8 âm 1/8 mũ 6 chia âm 1/8 mũ 1, đúng không? Đấy. Bằng âm 1/8, cơ số là âm 1/8. Chia thì ta lấy 6 trừ đi 1, vậy sẽ bằng là âm 1/8 mũ là 5. Như vậy sẽ viết bằng, ở đây A bằng âm 1/8, ta thay A bằng âm 1/8 đúng không? Như vậy sẽ bằng A mũ 5. Ý D. Âm 3/2 mũ 3 rồi mũ 2 với A bằng âm 3/2. Có nghĩa là ta sẽ phải viết dưới dạng cơ số là âm 3/2 đấy nha. Đơn giản thôi đúng không? Cái này chỉ là tính ra lũy thừa của lũy thừa thôi. Nào ra, ta có âm 3/2 mũ 3 tất cả mũ 2. Cái này ngoặc, ngoặc vuông nha, sẽ bằng âm 3/2 mũ 3 nhân 2. Đấy. Đây là lũy thừa của lũy thừa, tính ra là lấy 3 nhân 2, hai số mũ nhân với nhau, đúng không? Sẽ bằng là âm 3/2. 3 nhân 2 là 6 mũ 6. Bây giờ ta thay âm 3/2 bằng A, ta sẽ được lũy thừa với cơ số A
là A mũ 6. Tiếp theo chúng ta sẽ chữa bài tập số 5. Trang 20. Cho x là số hữu tỉ, biết x mũ 10, biết x mũ 12 dưới dạng: A. Lũy thừa của x bình phương. B. Lũy thừa của x mũ 3. Đúng không? Ta có này. Cái này ta biết là nhắc rồi nhá. Hướng dẫn nhá. Ý A. Ta viết x mũ 12 dưới dạng lũy thừa của x bình phương. Ta có x mũ 12. 12 thì ta viết là ở đây viết dưới dạng lũy thừa của x mũ 2 thì sẽ bằng x mũ 2 2 nhân 6 đúng không? Và sẽ biết thành x mũ 2 tất cả mũ 6, được chưa? Đấy. Đơn giản thế thôi, đúng không? Sẽ bằng x mũ 2 nhân 6 sẽ bằng x của x mũ 2 tất cả mũ 6. Bây giờ viết dưới dạng lũy thừa của 3, đúng không? C ý B. X mũ 12 thì ta lại viết x bằng 3 nhân bao nhiêu đó đúng không? 3 nhân 4 đúng không? Đấy. Vậy là bằng x mũ 3 tất cả mũ 4. Như vậy chúng ta vừa chữa xong bài tập 1 đến 5. Trong video tiếp theo chúng ta sẽ cùng chữa tiếp các bài tập của bài này. Giờ hôm nay của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở trong video tiếp theo.